ơi, dừng xe lại. Đau quá, cô Quyên ơi, đau quá. Cô Quyên ơi, đau quá. Cô à, cháu bị sao vậy cô? Anh ơi, cháu bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Đau quá, cô Quyên ơi, đau quá. Cô Quyên ơi, đau quá. Bây giờ phải làm sao? Có chuyện gì vậy anh? Bé có sao không? Cháu bị rắn cắn rồi. Trên xe có chai nước nào không anh? Có. Đợi chị một chút nha con. Không sao đâu cô. Biết rồi. Không sao đâu. Nè nè, nước nè anh. Nè. Đợi chịu đi con, không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu, chú sẽ đưa con tới bệnh viện. Anh cho tôi quá gian tới bệnh viện gần nhất. Dạ, ba lần của con cũng thương con nhiều. Con mới nói ba con tin gì? Dạ ba luôn. Còn mẹ con tên gì? Dạ mẹ con tên Khánh Quỳnh. Khánh Quỳnh. Cô Biên. Mẹ ba luôn.